Cả trăm đồng hương lại đi vào phòng họp, đến từng bàn để thảo luận với host guest. Vì sao vậy? Họ đã phát biểu. Phường nhận ý kiến như vậy thì lần sau chúng tôi đi tham gia kỳ tiệp mà không phúc chấp phường thì chúng tôi buộc lòng tham gia. Dạ. Là vì đúng đúng mục đích của người Việt thì nào thì chúng tôi tham gia. Dạ, thưa con xin ghi nhận cái ý là giống ở cái chỗ đó. Tiếp ý như vậy nè, khi mà nói là nhu cầu, tất nhiên là những cái cần cộng đồng này. Thứ nhất là tôi muốn nói là đối xử công bằng, là tại sao người mẹ ở đây nó có một công tác cộng đồng rất lớn rồi. Như vậy, tại sao người mình á, lại không phải là trung tâm riêng rẽ cho người Việt được, mà phải là trung tâm đa văn hóa. Đúng. Chưa có hỏi người Việt quốc gia gì à? Chứ là phải cộng đồng riêng thì độc quyền về việc sử dụng không? Đôi lúc mình sợ rằng đấy là một cộng đồng đa văn hóa, đa cộng đồng. Mà mình chỉ là một cộng đồng nằm trong một cái trung tâm đó thôi. Rồi ấy, là khi mình cái cộng đồng mình cần sinh hoạt, cộng đồng mẹ cần sinh hoạt, bị đặt với nhau. Cộng đồng chúng tôi á đã bầu Madison đại diện chúng tôi ra thành phố. Tại sao cô ta không có tranh đấu cho cộng đồng Việt Nam của chúng tôi có một trung tâm sinh hoạt như lời cô ta đã nói? Chúng tôi qua đây là tìm tự do, từ bỏ cộng sản. Chúng tôi không muốn trà trộn chung với những tay sai cộng sản làm dùng. Cái tên, nghĩ là tên gì cũng được. Chưa có cái địa điểm, chưa có cái. Để tôi nói cái này. Tôi nói là chấp nhận cái địa điểm đâu mà lấy cái tên. Khi nào tôi chấp nhận địa điểm không có cái tên. Chưa chấp nhận làm sao có cái tên. Tên sau địa điểm. Ồ, có tên sau địa điểm. Yeah. Tên sau địa điểm. Tên sau địa điểm. Rồi, còn câu hỏi thứ hai, cái kế chị nói tiếp. Vâng. Thì bây giờ, lúc nãy tôi xin là người điều hành, tôi muốn hỏi đó là bây giờ nếu mà tôi cần phải bắn tắt để một tí mà tóm lược lại, thì xin quý vị cho tôi biết là ý của quý vị thì đúng rồi, nhưng mà ví dụ như trước khi họ bắt đầu rồi, nhưng mà không có gì. Vâng, thì vậy ý kết quả là đúng theo mình cả. Yep. Thì cho tôi biết bắn tắt là tôi phải ghi xuống như thế nào. Yep. Đó, thì đấy cái ý chính của đây là một ông có phải là tên sau địa điểm. Anh có nói gì về tên không? Tôi nói là đặt tên. Đặt tên sai. Cái bản nhiều đó. Đặt tên sai, cái bản hiện thời bây giờ là sai. Tên mà Việt Nam đi không chấp nhận cái tên đó. Không nói là đặt tên sai, tức là gì vậy? VACC. VACC. Sau khi đã đổi bài, phát biểu thêm với các host guest khác, Đồng Hương được mời góp ý trực tiếp bằng micro để ghi nhận ý kiến công khai trước buổi tọa cho nhóm đặc nhiệm đúc kết nhiều ý kiến tập trung. Nhân chỉ có cái tên thôi chứ không có một cái quyền. Ai muốn làm gì thì làm. Tại vì đã ra văn hóa rồi. Được mai mốt treo cái hình Hồ Chí Minh vô đó, hay là treo cái chữ tinh thần cộng sản chúng ta là đi tị nạn cộng sản. Rồi ngày hôm nay cô cũng không biết. Cái ngày hôm nay cũng có tại vì giá cái sắc tộc dân khác người ta tự nhiên. Chứ là có người cả. Đây là buổi thu thập ý kiến đầu tiên và kết quả việc hình thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ như thế nào? Câu hỏi còn chưa có câu trả lời, hay sẽ không có câu trả lời? Cư dân Mỹ gốc Việt thành phố San Jose vẫn chờ hoặc không cần chờ.